vị, ngày 28 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó quy định điều kiện thủ tục nhận hỗ trợ 3 triệu đồng tiền thuê nhà khi người lao động quay trở lại làm việc. Những điều kiện cụ thể để người lao động được nhận hỗ trợ như thế nào? Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Bạn có biết ngay sau đây nhé! Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 điều 2 nghị định 115/2015/NĐ-CP, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức thời gian hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động và phương thức chi trả quy định như sau. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hàng tháng. Như vậy, người lao động quay trở lại thị trường lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên có thể được hỗ trợ tối đa đến 3 triệu đồng. Về thời hạn giải quyết, trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Tiếp theo, trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.